Dạ vâng, trên màn hình các bác và anh em đang theo dõi đây là bốn cái mẫu bơm tay và bốn cái mẫu bơm máy cao áp BCB mà bên em đang bán ra và đang được các bác và anh em tin tưởng sử dụng cực kỳ là nhiều. Đặc biệt giá bơm tay, bơm máy đang cực kỳ là rẻ rồi thì cũng không phải để các bác và anh em chờ đợi lâu nữa. Sau đây em sẽ đều giới thiệu cụ thể chi tiết về từng cái mẫu bơm tay và từng cái mẫu bơm máy. Em sẽ giới thiệu mẫu nào thì em sẽ báo giá công khai luôn để các bác và anh em cân đối tài chính nhé. Đấy, trước khi điều giới thiệu cụ thể chi tiết các cái mẫu bơm thì nhà các bác có bơm rồi mà các bác dùng lâu ngày mà bơm của các bác không có hơi hoặc là bơm bị đẩy ngược, các bác thay thế sửa chữa nhiều lần quá mà không được nữa thì bên em cũng bán lẻ cho các bác những cái thân bơm nhé. Thân bơm này thì trong nó đầy đủ hết rồi, và các bác lắp cho em cái tay cầm và cái đế bơm, cái dây bơm và cái đồng hồ là các bác bơm như bơm mới luôn các nhé. Thì mỗi thân bơm này thì các bác có thể sử dụng cho bơm SB đồng hồ to lọc to, bơm AGH đồng hồ to, đồng hồ to lọc bé thì các bác và anh em đều thử sử dụng được chung mỗi chiếc thân bơm này các nhé. Mỗi cái thân bơm mới 100% thì bên xe em làm bán với một mức giá là 400.000 các nhé. Thân bơm mới giá là 400.000 đồng đã bao ship rồi các nhé. Rồi thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em cái mẫu bơm tay đầu tiên là cái mẫu bơm đồng hồ bé các nhé. Đồng hồ sẽ là đồng hồ 40mb, chân là chân kén không gấp được, lọc sẽ lọc bé. Thân bơm inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt. Thì một chiếc bơm cao áp đồng hồ bé lọc bé thì bao áp cho bơm tầm độ 180 cân đến 220 cân. Một chiếc bơm cao áp đồng hồ bé lọc bé thì bên xe em đang bán với một mức giá là bao nhiêu ạ? 500.000 các nhá. 500.000 đồng đã bao ship rồi các nhá. Nhận hàng bác anh em được quyền kiểm tra đúng không? Đúng sản phẩm. Như em giới thiệu trên video thì bác anh em sẽ thanh toán tiền các nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho bác anh em cái mẫu bơm tay thứ hai các nhé. Đó là cái mẫu bơm SB con báo con hổ này. Chân là chân cánh én gấp được để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt các nhé. Đồng hồ sẽ là đồng hồ 50mb, đồng hồ dầu các bác nhé. Lọc sẽ lọc to màu đen, thân bơm inox 304, tay cầm chống trơn chống trượt. Thì một chiếc bơm cao áp đồng hồ to lọc to hiệu SB thì bao áp cho các bơm tầm 250 cân đến 270 cân các bác nhé. Một chiếc bơm cao áp đồng hồ to lọc to hiệu SB thì bên xe em đang bán với một mức giá bao nhiêu ạ? 650.000 đồng các bác nhé. 650.000 đồng đã bao ship rồi các bác nhé. Tiếp theo em sẽ giới thiệu đến cho các bác và anh em cái mẫu bơm tay thứ ba. Các bác nào muốn bơm nhanh, bơm nhẹ mà chống nóng tốt, bền bỉ theo thời gian và tài chính tầm độ dưới 900.000 đồng quay đầu thì các bác và anh em nên tham khảo mua cho mình một chiếc bơm tay Hyundai các bác nhé. Mẫu bơm tay Hyundai mẫu mới nhất của năm 2024. Chân là chân cánh én gấp được để các bác đút ba lô đi rừng đi phượt các nhé. Về phần đồng hồ sẽ là đồng hồ 50mb, đồng hồ dầu xịn sò con bò các nhé. Lọc thì sẽ là lọc màu xanh siêu to khổng lồ như này các bác nhé. Thân bơm inox 304, thân bơm 3 lớp cực kỳ là dày. Và đặc biệt là cái mẫu bơm tay Hyundai này ở trong nhà sản xuất họ đã đổ nước làm mát vào bơm rồi. Khi bác bơm thì bơm tỏa nhiệt cực kỳ là nhanh và chống nóng cực kỳ là tốt các nhé. Một chiếc bơm tay Hyundai đồng hồ to lọc to thì bao áp cho các bác và anh em bơm tầm độ 300 đến 350 cân nhanh và nhẹ các bác nhé. Một chiếc bơm tay Hyundai thì bên xe em đang có một chương trình khuyến mại giá là 850.000 đồng các bác nhé. Bơm tay Hyundai giá là 850.000 đồng thì đã bao ship rồi các bác nhé. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cho bác và anh em cái mẫu bơm tay thứ tư. Đây là một trong mẫu bơm tay cực kỳ là cao cấp các bác nhé. Mẫu bơm tay AGH VIP này, các bác thấy không ạ? AGH VIP này, chân là chân cánh bướm các bác nhé. Các bác lưu ý giúp em, mẫu bơm tay AGH VIP này chân là chân cánh bướm. Chân thì cực kỳ là chắc chắn các bác nhé. Đồng hồ sẽ là đồng hồ 40mb, đồng hồ dầu có phản quang các bác nhé. Mẫu bơm AGH VIP này đằng sau sẽ một lọc gió cực kỳ là to. Ở trong sẽ than hoạt tính, khi bơm thì chống cái sự hơi nước và cái lượng dầu vào trong bình của mình tối đa nhất, bảo vệ cái bình và cái van của các bác sẽ không có lo bị oxy hóa quá nhé. Lọc thì sẽ lọc to màu đen, thân bơm thì được bọc một lớp lá cây khô, lá cây tươi rất trẻ đẹp đúng không? Và tay cầm thì chống trơn chống trượt. Một chiếc bơm tay AGH VIP đồng hồ to lọc to bao áp cho các bác và anh em bơm tầm độ 300 đến 350 cân các nhé. Một chiếc bơm tay AGH VIP thì bên xe em làm bán với một mức giá là bao nhiêu ạ? 1.100.000 các bác nhé. Bơm tay AGH VIP giá là 1.100.000 đồng thì đã bao ship rồi các bác nhé. Bốn cái mẫu bơm tay này thì bên xe em bán ra thì đều có bảo hành 6 tháng, lỗi một đổi một do nhà sản xuất các bác nhé. Đó là bốn cái mẫu bơm tay. Thì các bác cũng biết rồi, các bác có điều kiện kinh tế dư giả thì các bác có thể tham khảo mua cho mình một chiếc bơm máy về các bác ngồi rung đùi tầm độ 2 đến 3 phút bình của các bác đã đầy rồi. Các bác đi ben thì cực kỳ là khỏe khoắn quá nhá. Bơm máy thì bên em sẽ có 4 mẫu cơ bản quá nhá. 4 mẫu cơ bản để các bác và anh em có thể lựa chọn các bác nhá.
Mẫu đầu tiên là cái mẫu ASEAN, mẫu thứ hai là cái mẫu Tiger con hổ các nhé, và mẫu thứ ba là cái mẫu bơm máy Seejongsi, và cái mẫu bơm máy cao cấp nhất là cái mẫu bơm máy Hyundai tự động ngắt các nhé, full automatic. Thì về bốn cái mẫu bơm máy này thì những video trước thì em đã test và em đã giới thiệu thực tế rất là nhiều rồi. Các bác bơm tầm độ 300 đến 350 cân rơi, có cái mẫu bơm máy rơi vào tầm độ 3 phút, có cái mẫu bơm máy rơi vào tầm độ hơn 2 phút một chút thôi. Bình của các bác và anh em đã đầy rồi, các bác và anh em đi bên thì cực kỳ là khỏe khoắn các nhé. Thì trong video này thì em sẽ báo giá sơ qua thôi, còn các bác nào muốn mua bơm máy thì các bác có thể kết bạn Zalo, em sẽ gửi những video test thực tế, hoặc là các bác và anh em có thể vào kênh của em để các bác tham khảo kỹ hơn về bốn mẫu bơm máy này các bác nhé. Mẫu bơm máy Tiger, mẫu bơm máy Tiger giá là 3,2 triệu các nhé. Mẫu bơm máy ASEAN là cái mẫu bơm máy bình dân giá là 3,1 triệu, mẫu bơm máy Tiger là 3,2 triệu, và mẫu bơm máy thứ ba là cái mẫu bơm máy Seejongsi All-in-One là cái mẫu bơm mới nhất của năm 2024 giá bao nhiêu ạ? 4,2 triệu các nhé. Bơm máy Seejongsi giá là 4,2 triệu, và cuối cùng là cái mẫu bơm máy Hyundai full automatic có chế độ tự động ngắt. Ví dụ như chế độ tự động ngắt ở cái mẫu bơm máy Hyundai này, các bác bơm tổng độ 300 cân, muốn 300 cân tự động dừng ấy, thì các bác và anh em cài trên cái đồng hồ các bác nhé. Các bác cài 300 cân tự động dừng cực kỳ là xịn sò các bác nhé. Một chiếc bơm máy Hyundai full automatic thì bên số em đang bán với một mức giá là 4,500,000 các bác nhé. Bơm máy Hyundai full automatic giá là 4,500,000 đồng thì đã bao ship rồi các bác nhé. Đó là bốn cái mẫu bơm máy và bốn cái mẫu bơm tay cao áp BCB thì em muốn giới thiệu đến cho các bác và anh em ạ. Thì các bác và anh em là đang quan tâm mẫu bơm tay, mẫu bơm máy nào thì các bác và anh em nhanh tay liên hệ trực tiếp vào số điện thoại bên em các nhé. Thì một video em làm rất chi là ngắn thôi, thì cuối video thì các bác và anh em được cho em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em ạ.